Kính thưa quý vị và các bạn, hè đi qua, thu lại tới. Khi những chiếc lá vàng rơi, những vòm cây thay màu áo mới, cũng là lúc tiếng trống trường vang lên, báo hiệu một năm học mới. Mùa thu, mùa của ngày tựu trường, mùa của những niềm vui và đong đầy yêu thương. Hình ảnh của những cô cậu học trò tíu tít bên sân trường, như những đàn bồ câu trắng bay trong nắng, đã gợi cho tác giả những cảm xúc thật bồi hồi xuyến xao. Những cảm xúc thân thương ấy đã gợi lại trong anh nhiều kỷ niệm. Anh đã vẽ lên một bức tranh đầy sắc màu về ngôi trường mang tên Trần Quang Khải. Sau đây, xin trân trọng kính mời quý vị và các bạn thưởng thức bài thơ Có một mái trường mang tên Trần Quang Khải, tác giả Vi Sư Nhân, qua sự diễn ngâm của nghệ sĩ Thanh Lam. Giữa mùa thu tháng 9 hội khai trường, Trần Quang Khải vươn tầm cao thế kỷ. Đất phố hiên của ngàn năm hùng vĩ, có một mái trường đẹp như những vần thơ. Không ai hiểu con bằng trái tim thầy cô dạy lễ nghĩa chí nhân, dạy tình yêu cuộc sống. Những mùa hoa chiếu cành là bài học mỗi ngày. Có một mái trường Trần Quang Khải hôm nay, nét chữ đơm hoa nở vườn ươm lớp trẻ, khai sáng cho con trường cũng là người mẹ. Rồi con sẽ hiểu những gì con đã đi qua. Có một mái trường thơm tiếng bay xa, nắng mai hồng lên từ bảng đen phấn trắng. Bao nhiêu giọt mồ hôi đã nhỏ trong thầm lặng, 20 năm truyền thống đáng tự hào. Có một mái trường lấp lánh vì giản dị niềm vui mà lớn lao hạnh phúc. Lớp lớp học trò viết lên bài hạnh phúc. Ơi mái trường Trần Quang Khải, thank you.
thầy và trò nhà trường. Nào chúng ta hãy đổ những tràng pháo tay thật giòn giã hơn nữa, xin chân để xin kính chào. Sau đây xin kính mời các vị đại biểu quý quý, các thầy cô giáo và các em học sinh chúng ta làm lễ chào cờ. Toàn trường chú ý nghiêm chào cờ.
cho em bao ước mơ màu hồng, cho em bao khát vọng và tình yêu mênh mông. Tuổi thơ đã cho em yêu tiếng ca học trò và khắp nẻo đường bay qua phố phường, ôi tiếng hát ngàn bên trời tháng 8 mát mẻ êm dịu đưa chúng ta đến với năm học mới. Trong dư vang không khí thiêng liêng của Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9, trong rộn ràng của cả nước ngày tiêu trường, xin hân hoan chào đón các vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo và các học sinh đã có mặt đông đủ đến dự lễ khai giảng với nhà trường hôm nay. Về phía lãnh đạo tỉnh, chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng ông Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Về phía lãnh đạo huyện, xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng ông Hoàng Văn Tưu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, phụ trách Đảng bộ huyện Khói Châu. Trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại diện các phòng ban của tỉnh, của huyện đã về dự lễ khai giảng hôm nay. Trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các xã Gia Trạch, Bình Minh, Đông Tảo, Tân Xuân, Ông Đình, Hàm Tử. Nhiệt liệt chào mừng gia đình thiếu tướng Phạm Văn Tính, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân. Nhiệt liệt chào mừng các ông bà, chi hội trưởng, các chi hội, cha mẹ học sinh, những người đã gắn bó, đồng hành cùng nhà trường nhiều năm qua đã về dự lễ khai giảng hôm nay. Trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các ông bà đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Khói Châu, Bảo Việt Hưng Yên, Trung tâm Anh ngữ Washington, Công ty Eco Home Design Eco Bắc Văn Giang, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Lộc Khang Hưng, Đại học Fenica, Công ty Du học New World, Công ty Giáo dục Kỹ năng sống ANM đã đến dự lễ khai giảng hôm nay. Thắm thiết ơn tình, tiếp theo chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các ông bà là cha mẹ các cựu học sinh của nhà trường cũng về dự lễ khai giảng. Nhiệt liệt chào mừng các em học sinh lớp 12A1, 12A2 thay mặt cho các học sinh cũ của nhà trường năm học 2022-2023. Đặc biệt, xin trân trọng giới thiệu và phấn khởi chào đón 391 em học sinh khối 10 vừa nhập trường lần đầu tiên tham dự lễ khai giảng long trọng hôm nay. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến, trước khi vào chương trình khai giảng, xin trân trọng giới thiệu và kính mời các đoàn đại biểu lên tặng hoa nhà trường và trân trọng kính mời thầy Nguyễn Đức Hồng thay mặt tập thể các thầy cô giáo, các em học sinh nhận hoa chúc mừng.
tan cái nắng hè, dịu đi những tiếng về còn vương trên vòng cây xanh lá. Một thu sang đẹp qua sao xuyến bao tâm hồn, vui tiếng trong cựu trường, trong tiếng hát mùa thu. Mùa thu ơi, mùa thu, mùa đi say những ước mơ, tung bay màu khăn thơm rực rỡ trên vai em. Mùa thu ơi, mùa thu, mùa thơm trong sạch mới, tiếng hát ngày khai trường trong sáng. Vòng cây xanh lá, mùa thu sang đẹp qua sao xuyến bao tâm hồn. Tôi xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Đức Hồng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải, xin đọc thư chúc mừng của chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Xin kính mời thầy. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo cô giáo, thưa các em học sinh thân mến, thay mặt lãnh đạo nhà trường, tôi xin đọc thư của chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi ngành giáo dục nhân ngày khai giảng năm học 2023-2024. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội ngày 4 tháng 9 năm 2023. Thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024. Thân ái gửi các em học sinh, sinh viên, các cô giáo, thầy giáo, cán bộ quản lý người lao động ngành giáo dục và các bậc phụ huynh. Một năm học mới lại bắt đầu, đây là sự trở lại và cũng là khởi đầu cho những điều đẹp đẽ và đáng nhớ trong đời. Các em dù ở lứa tuổi nào, cấp học nào, miền núi hay đồng bằng, biên giới hay hải đảo xa xôi, hãy luôn xác định học tập là nhiệm vụ trọng tâm của cả cuộc đời. Mỗi năm học là một hành trình ý nghĩa trên con đường tích lũy tri thức, rèn luyện kỹ năng, trau dồi phẩm chất, xác lập những giá trị tốt đẹp và bền vững để phát triển bản thân. Thế giới và tương lai các em đang rộng mở, thầy cô, cha mẹ và đất nước luôn quan tâm tạo những điều kiện tốt nhất để các em phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất, phát huy sở trường cá nhân, trở lên đặc biệt theo cách riêng của mình và trở thành một phần đáng tự hào của Tổ quốc, dân tộc Việt Nam, tự tin bước ra thế giới với tâm thế của những công dân toàn cầu, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc Nam Châu chỉ đạt được khi đất nước có những công dân có trí tuệ và phẩm chất, biết yêu gia đình, tổ quốc, đồng bào mình, sống tử tế và làm việc hiệu quả, dám bảo vệ lẽ phải, dũng cảm và tỉnh táo chống lại những điều xấu, cái ác. Tôi luôn đặt niềm tin vào các em. Tôi nhìn thấy tương lai tươi sáng của tổ quốc mình trong sức sống căng tràn và trong những ước mơ hoài bão cao đẹp của các em. Đảng, nhà nước ta luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu. Giáo dục rèn luyện các em là nhiệm vụ chung của nhà trường, gia đình và xã hội. Một quốc gia muốn phát triển phải có một nền giáo dục chất lượng cao, và đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững. Tôi mong các cô giáo, thầy giáo hãy luôn giữ vững niềm đam mê, tâm huyết với nghề, bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn trở ngại, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chồng người cao quý. Tôi mong các bậc phụ huynh vì tương lai con em mình hãy đồng hành với nhà trường và xã hội trong giáo dục chăm lo cho các em. Tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền chăm lo hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục bằng những quyết sách kịp thời và đúng đắn, xây dựng cho được môi trường giáo dục thực sự trong sạch, lành mạnh, an toàn để các cô giáo, thầy giáo và các em học sinh, sinh viên được giảng dạy và học tập trong niềm vui hạnh phúc, được phát huy tối đa năng lực sáng tạo, góp phần quan trọng thực hiện thành công đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nước nhà.
trong tiếng trống tựu trường hân hoan của mùa thu năm nay, tôi thân ái chúc các em học sinh, sinh viên, các cô giáo, thầy giáo, cán bộ ngành giáo dục và các bậc phụ huynh bước vào năm học mới với khí thế mới, cùng thi đua dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt, có nhiều tiến bộ và thành tựu mới. Dù còn đó những khó khăn trăn trở khi bước vào năm học mới, song tất cả chúng ta hãy vững vàng tiến bước vượt qua khó khăn, kiến tạo những giá trị mới mẻ và thiết thực cho thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước. Chúc sự nghiệp giáo dục của chúng ta ngày càng đổi mới, nâng cao chất lượng và không ngừng phát triển. Thân ái, Chủ tịch Võ Văn Thưởng đã ký, đề nghị tất cả chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Kính thưa các vị đại biểu, các thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh, một năm học nữa, năm học mới với dự báo rất nhiều khó khăn, vất vả, thách thức, nhưng hứa hẹn nhiều thành công lại đến với chúng ta. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Đức Hồng, hiệu trưởng nhà trường, thông qua diễn văn khai giảng năm học mới 2023-2024. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh yêu quý, trong năm học vừa qua, đặc biệt năm học 2022-2023, mặc dù nhà trường còn gặp không ít khó khăn, song thầy và trò nhà trường đã nỗ lực thi đua phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Những thành tích nổi bật được ghi nhận đó là về tập thể có trên 75% các em học sinh có học lực khá tốt, xuất sắc, có trên 95% các em có hành kiểm khá tốt, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hàng năm đều đạt trên 99%, tỷ lệ các em học sinh đỗ vào các trường đại học cao đẳng đợt 1 đạt trên 90%, và có rất nhiều các em học sinh có thành tích đạt tổng điểm 3 môn theo khối thi trên 27 điểm. Nhà trường đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng tập thể lao động xuất sắc năm học 2023-2022-2023, chi bộ đảng nhà trường đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, công đoàn nhà trường được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen. Về cá nhân đã có 8 sáng kiến được Sở Giáo dục Đào tạo công nhận, 3 thầy cô được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trung học phổ thông cấp tỉnh, 1 sản phẩm đạt giải 3 cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, 14 giải văn hóa học sinh giỏi về văn hóa cấp tỉnh, trong đó có 2 giải nhì, 4 giải 3 và 8 giải khuyến khích, 1 giải nhì tại hội thi tin học trẻ cấp tỉnh năm 2023, 1 đồng chí được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 1 đồng chí đã được Công đoàn ngành giáo dục tặng giấy khen. 8 thầy cô đã được đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Trong ngày vui trọng đại này, nhà trường sẽ vinh danh những thầy cô giáo chủ nhiệm có học sinh đạt tổng điểm 3 môn trên 27 điểm, các thầy cô giáo có học sinh đạt điểm cao nhất và trên 9 điểm, vinh danh các em học sinh thi tốt nghiệp đạt tổng điểm 3 môn trên 27 điểm và những em học sinh đã đạt điểm thi môn thi trên 9 điểm, vinh danh các em học sinh đỗ thủ khoa, á khoa vào lớp 10 năm học 2023-2024. Đó là những thành tích rất đáng phấn khởi, rất đáng tự hào, ghi nhận sự cố gắng cao trong chỉ đạo điều hành và thực hiện của thầy và trò nhà trường. Tôi xin nhiệt liệt biểu dương các tập thể và cá nhân, các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh đã đạt thành tích xuất sắc năm học 2022-2023 vừa qua. Xin đề nghị các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh lổ một tràng pháo tay thật giòn giã chúc mừng những thành tích xuất sắc mà nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua. Chúng tôi mong rằng trong năm học mới, nhà trường sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí lãnh đạo, các cấp, của quý vị để trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải tiếp tục phát triển hơn nữa. Với niềm phấn khởi, tự hào và tin tưởng vào sự thành công của một năm học mới, tôi xin trịnh trọng tuyên bố khai giảng năm học 2023-2024. Xin kính chúc các vị đại biểu khách quý cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh bước vào năm học mới tràn đầy niềm vui mới với nhiều thành tựu mới, thắng lợi mới. Chúc trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải thân yêu của chúng ta ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn. Vậy là năm học mới đã chính thức bắt đầu. Năm học mới này chúng ta vô cùng phấn khởi,
được đón các đồng chí lãnh đạo về dự lễ khai giảng cùng nhà trường. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh chống khai giảng năm học mới cho nhà trường. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Hôm nay, giữa những ngày thu lịch sử chào mừng cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, hàng triệu giáo viên học sinh cả nước nói chung, thầy trò trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải nói riêng, nô nức tề tựu về dưới mái trường để dự lễ khai giảng năm học mới. Trong buổi lễ trang trọng này, rất vinh dự và tự hào cho tôi được đại diện cho tập thể các thầy giáo, cô giáo bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của mình. Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt cho các thầy giáo, cô giáo trong hội đồng sư phạm nhà trường trân trọng gửi tới các vị đại biểu khách quý, các bậc phụ huynh lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc các em học sinh trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải một năm học mới với nhiều thành tích và niềm vui mới. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Thầy và trò trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải hòa mình cùng học sinh cả nước náo nức bước vào năm học mới với rất nhiều niềm vui, được gặp lại thầy cô, bạn bè và ngôi trường thân yêu sau những ngày xa cách, vui vì được tiếp tục khám phá những chân trời tri thức, vui vì một năm học mới với biết bao điều hứa hẹn đang chờ đón các em ở phía trước. Với học sinh lớp 10 thì đó là niềm vui vì sau bao nỗ lực cố gắng, các em đã đỗ được vào trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải, ngôi trường mà các em hằng mong ước. Hòa cùng niềm vui của các em học sinh, chúng tôi, những người thầy giáo, cô giáo cũng không khỏi bồi hồi, xúc động, xen lẫn trăn trở, suy nghĩ trước thềm năm học mới. Bởi chúng tôi lại được chào đón, dìu dắt thế hệ học sinh mới. Làm thế nào để có thể giúp các em nhanh chóng hòa nhập, thích nghi với môi trường mới? Làm thế nào để học sinh có được điều kiện và môi trường học tập rèn luyện tốt nhất, được học tập tiến bộ, hạnh phúc, để trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai của các em? Các em học sinh thân mến, thầy cô luôn luôn tự hào về các thế hệ học sinh của trường mình. Cô mong các em ngồi đây hãy nối tiếp truyền thống của các anh chị khóa trước, luôn cố gắng chăm ngoan, lễ phép, tích cực, chủ động trong học tập, rèn luyện đạo đức và tác phong, sống yêu thương, đoàn kết, có trách nhiệm, đúng như khẩu hiệu của trường ta: tự tin, tự giác, tự trọng, tự hào quê hương, tự tôn dân tộc. Chúng tôi rất vinh dự, tự hào và biết ơn những tình cảm quý báu, sự quan tâm, ưu ái mà các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý đã dành cho nhà trường. Chúng tôi rất hy vọng rằng trong thời gian tới, thầy và trò nhà trường tiếp tục đón nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, yêu mến, ủng hộ, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo các cấp, các mạnh thường quân và các bậc phụ huynh. Thay mặt cho các thầy cô giáo, tôi xin hứa với sự tâm huyết, quyết tâm, sự chỉ đạo sát sao của ban giám hiệu nhà trường, sự đoàn kết đồng lòng của tập thể các thầy giáo, cô giáo, nhân viên nhà trường, sự nỗ lực phấn đấu của các em học sinh trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải, thầy và trò nhà trường chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình vượt qua mọi khó khăn thử thách để cùng nhau xây dựng thương hiệu cho trường Trung học phổ thông Trần Quang Khải ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, tôi xin kính chúc các vị đại biểu khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc. Kính chúc các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh nhà trường luôn mạnh khỏe, đoàn kết một lòng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới 2023-2024. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Một em học sinh thay mặt cho hơn 1.000 học sinh của nhà trường sẽ bày tỏ đôi điều suy nghĩ trước thềm năm học mới. Trân trọng mời em Ngô Diệu Linh, lớp 12A1 phát biểu ý kiến. Thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa quý thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến. Hôm nay, trong không khí hân hoan của mùa tựu trường, mùa dệt lên những ước mơ, em rất vinh dự và tự hào được bày tỏ tình cảm của bản thân trước thềm năm học mới. Lời đầu tiên,
em xin trân trọng gửi lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến quý vị đại biểu khách quý, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh. Chúc buổi lễ khai giảng thành công, tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, trong những ngày đầu tháng 9, đất trời mùa thu đang ôm ấp, nâng niu những cảm xúc khó quên của các cô cậu học trò. Đó là những cảm xúc bỡ ngỡ của những tân sinh viên, là niềm háo hức bước vào năm học mới của các em học sinh khối 11. Với học sinh khối 12, trong buổi khai giảng cuối cùng của tuổi học trò, chúng em mang theo những xao xuyến, xúc động và quyết tâm thực hiện tốt những mục tiêu trước mắt. Có một điều đặc biệt hơn cả trong lễ khai giảng năm nay mà mỗi học sinh chúng ta đều có thể cảm nhận được, đó là sự đổi thay của ngôi trường quang đãng, khang trang hơn với nhiều dự án nâng cấp trường học trong thời gian tới. Có được điều ấy là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo tận tình của các thầy cô trong hội đồng nhà trường, sự ủng hộ của cha mẹ học sinh. Đặc biệt hơn cả là sự quan tâm sát sao của thầy hiệu trưởng mới, thầy Nguyễn Đức Hồng. Kính thưa thầy, em cùng toàn thể học sinh nhà trường vô cùng biết ơn cái duyên đã cho thầy trò ta gặp nhau, cho chúng em được hưởng sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc chu đáo của thầy. Chúng em kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe và sẽ đưa nhà trường ta đi lên về mọi mặt trong thời gian tới. Em cũng xin thay mặt cho các bạn học sinh gửi lời biết ơn sâu sắc đến tình yêu và sự quan tâm vô bờ bến của cha mẹ và toàn thể các thầy cô trong hội đồng nhà trường. Tình cảm ấy là động lực để chúng em cố gắng học tập, luyện rèn, để hôm nay chúng em tự hào về nhà trường, ngày mai nhà trường tự hào về chúng em. Các bạn học sinh khối 12 thân mến, tôi từng nghe có ai đã nói, những năm tháng thanh xuân, tôi và bạn đều không có gì, chỉ có thời gian vừa dài vừa rộng. Nhưng ngẫm lại thì đây là những năm tháng mà chúng ta có tất cả những điều tuyệt vời nhất. Có cha mẹ yêu thương, có thầy cô bảo ban, bạn bè cùng nhau cố gắng. Chỉ có điều tiếc nuối duy nhất là thời gian chảy trôi mà chúng ta đang phải chạy đua. Năm học này, chúng ta sẽ bước vào kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời. Tôi nghĩ có định hướng, có quyết tâm, biết quý trọng thời gian là tinh thần mà chúng ta cần có và sẽ có để vững vàng đương đầu với thử thách trong năm học mới và trang bị cho bản thân những kiến thức quý báu bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia trong thời gian tới. Để không phụ công ơn dạy dỗ của thầy cô, không hổ thẹn với bản thân, không hổ thẹn với thời đại, để hẹn ước cùng nhau gặp lại trên đỉnh vinh quang. Kính thưa quý thầy cô giáo, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, một lần nữa, em xin thay mặt cho học sinh toàn trường bày tỏ lòng quyết tâm sẽ cố gắng hết mình, đặt hết tâm sức và nỗ lực luyện rèn trong năm học mới để xứng đáng với sự kỳ vọng, mong mỏi, dạy dỗ của thầy cô. Em xin kính chúc quý vị đại biểu khách quý, quý thầy cô thật nhiều sức khỏe, bình an và thành công trong sự nghiệp. Chúc các bạn học sinh sẽ đạt được những mục tiêu đã đề ra. Em xin trân trọng cảm ơn ạ. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các thầy cô giáo và các học sinh, năm học 2022-2023 đã kết thúc tốt đẹp với những kết quả rất đáng tự hào. Trường Trung học Phổ thông Trần Quang Khải được công nhận là trường tiên tiến xuất sắc. Nhiều cá nhân thầy cô giáo và học sinh nhà trường đạt thành tích cao được cấp trên khen thưởng. Một lần nữa xin quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các học sinh nổ một tràng pháo tay thật lớn chúc mừng các thầy cô giáo và các học sinh của chúng ta. Tiếp theo là cha mẹ học sinh và các thầy cô giáo ủng hộ xây dựng cơ sở vật chất trường Trung học Phổ thông Trần Quang Khải năm học 2023-2024. Xin quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các học sinh nổ một tràng pháo tay thật rộn rã, cảm ơn Tân Hàn, Phan Văn Quá Châu, gia đình ông Phan Văn Kính, thiếu tướng, phó tư lệnh quân chủng phòng không không quân, gia đình ông Nguyễn Văn Nhân, trung tá, ban chỉ huy quân sự huyện Văn Giang, phụ huynh của học sinh Nguyễn Phúc Trọng lớp 12 A2 năm học 2022-2023. Có được thành công như ngày hôm nay, thầy trò trường Trung học Phổ thông Trần Quang Khải luôn nhận được sự chỉ đạo quý báu của lãnh đạo đảng và chính quyền các cấp. Bên cạnh đó là sự cổ vũ động viên, giúp đỡ của các tổ chức kinh tế xã hội khác. Khai giảng năm học mới này, nhiều tổ chức kinh tế xã hội, nhiều cá nhân trao quà
quà và học bổng cho các học sinh nhà trường. Các em tiếp tục con đường học vấn, xin đề nghị nhiệt liệt hoan nghênh. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ quý báu đó, tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục nhà trường. Chúc mừng thành công của lễ khai giảng năm học mới. Sau đây xin mời các vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo, các học sinh thưởng thức một số tiết mục văn nghệ các thầy cô giáo và các học sinh nhà trường biểu diễn. Trân trọng kính mời các tiết mục văn nghệ. Ngày nào con chìm trong khói bom.
với chương trình văn nghệ, hãy hòa mình với điệu dân ca quan họ có sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, được thể hiện vô cùng cuốn hút qua phần thể hiện của chi đoàn 12A1. Tìm đến chim kêu rằng à có ba cô nàng mà đỏ môi hồng chung chim đồng tiền. Thời cây đã sao vắng gió đi khi đêm về thăng tinh tình bang bỗng đã những đống đầu loạn đôi dây tơ hồng để ai ngóng trông rằng ai đi qua quan dốc nhớ chân quay về bên hương châu cây bỗng đã soi bóng từng ngày đợi ai ai chờ đợi ai cây đã giật mất em buồn thăng tình thăng tinh tình bang cây đã giật mất em buồn thăng tình thăng tinh tình. Yeah.
gian qua thăm hoài rừng. Nhà Nam ta đất với trời bao la, tất nhiên thiên thư còn đó. Giặc bao phen ít vết chuồn tâm can, đất nước ngoan cường một dải gấm hoa. Bye.
bạn có nhớ. Xa xôi những nơi chưa ai thấy.